ơi, em đọc báo thấy người ta bảo là ở châu Âu người dân được trả thêm tiền để dùng điện. Có đúng không ạ? Thế à? Thế thì em bảo người dân châu Âu đến gặp phóng viên Việt Nam mình mà lấy tiền. Có cái con cua ấy. Để anh giải thích cho em hiểu một cách đơn giản như này. Bây giờ thời tiết hiện tại ở bên châu Âu, nắng nó đã lên rồi. Thì có nghĩa rằng các dòng sông băng nó bắt đầu tan, thì sẽ có nguồn nước dồi dào dành cho thủy điện cũng như cả điện mặt trời. Cho nên là các nhà máy sản xuất điện bắt đầu bị dư nguồn điện, thì họ bắt buộc họ phải bán với giá âm. Nhưng bán với giá âm dành cho ai? Dành cho người buôn, tức là dành cho đại lý, chứ không phải đến tay bán lẻ dành cho người dân. Em phải hiểu một điều là như thế. Báo chí ở phương Tây viết như vậy, nhưng mà anh cũng không hiểu bằng một cách thần kỳ nào đó mà báo chí ở Việt Nam lại cắt đi cái câu là dành cho đại lý, giá này giá dành cho đại lý. Đấy, thành ra là mọi người đều hiểu nhầm rằng là ở châu Âu hiện tại là người dân được dùng điện mà lại còn được trả tiền. Đấy, còn thực tế đấy, giá điện đến tay người dân là một giá khác, có quy định đàng hoàng về giá sàn, bất chấp kể cả là anh đại lý đấy có nhập giá âm từ nhà sản xuất đi chăng nữa. Chẳng hạn như ở Đức bây giờ giá điện vẫn đang tăng không có hãm, từ năm 2021 là 30 cent mà bây giờ đã tăng lên 46 cent của năm nay rồi. Thế nên anh mới nói đọc báo bây giờ là cũng cần phải có kiến thức.